Xin chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Xuân Quyết, Long Biên, Hà Nội. Mới nhất trong ngày hôm nay đây, bên em giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về showroom bên em. Đây là một chiếc xe nằm ở trong phân khúc hạng C, một chiếc xe bán thể thao quý vị nhé. Mang cho chúng ta một cái cảm giác lái tuyệt vời nhất, phấn khích nhất. Và trên chiếc xe này được trang bị là động cơ 4 máy, dung tích xi lanh của xe là 2.0, được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam 2009, đăng ký lăn bánh 2009, được mang trên mình biển kiểm soát là 4 số, tên tư nhân chính chủ từ đầu, chạy cực kỳ ít quý vị nhé, mới chỉ có 9,5 vạn tổng km của chiếc xe này. Phần máy của xe là nguyên bản tuyệt đối quý vị nhé, từng con ốc, từng chi tiết nhỏ là zin 100%. Về phần sơn ngoại hình của xe là một chiếc xe được mang trên mình một màu ghi xám, gọi là màu lông chuột quý vị nhé. Cho nên là nhìn nó rất là khỏe khoắn, trang nhã, rất thể thao. Mà cái cảm giác lái trên chiếc xe này khi chúng ta di chuyển ở đường nội đô thành phố, nó có một cái gì đấy nó rất lì lợm, rất là hãnh, nó rất là bốc. Và chúng ta di chuyển ở trên đường cao tốc thì chúng ta chạy giải tốc độ từ 80 đến 120 km/h, vòng tua máy chỉ ở 2200 đến 2400. Phải nói là một cái cảm giác cách âm chống ồn cực kỳ hay, cực kỳ tốt trên chiếc xe phân khúc hạng C này. Có rất nhiều những chiếc xe nằm ở trong phân khúc hạng D, tức là một phân khúc cao hơn, nhưng mà cái độ cách âm chống ồn cũng như cái trang công nghệ thiết bị option nó sẽ không thể bằng chiếc xe Mazda này đâu. Đây là một chiếc xe Mazda 3S 2.0 nhập khẩu 2009, đăng ký lăn bánh 2009, được trang bị có cái chế độ lái thể thao và hộp số 4 cấp, cho nên là cái khả năng chúng ta gia tốc từ 0 100 nó rất nhanh. Mà cái mức tiêu hao nhiên liệu ở trên chiếc xe này phải nói thật sự với quý vị là rất bất ngờ. Em đã chạy thử ở đường nội đô thành phố Hà Nội, cũng như em đã chạy một chuyến Hà Nội đi thành phố Lạng Sơn trên chiếc xe này rồi, mới cảm nhận được cái mức tiêu hao nhiên liệu nó phải nói thật sự là rất ít quý vị nhé. Như bản thân em thì chiếc xe nào em cũng di chuyển, em cũng chạy các cái cung đường gần xa, nội thành, ngoại thành, đường trường, để mà cảm nhận được xem là cái chiếc xe này nó đã trơn tru hoàn hảo, mượt mà từng chi tiết hay chưa. Nếu chưa thì bên em sẽ phải có cái sự bảo dưỡng, rồi dầu máy, dầu mỡ, để cho chiếc xe ở một trạng thái hoàn hảo nhất, chất lượng nhất, sau đấy bên em mới lên sóng và bàn giao đến quý khách. Thì chiếc xe này bên em đã chạy để mà kiểm nghiệm được là gì ạ? Đường dài mới biết được ngựa hay, phải không ạ? Thì em đã chạy chiếc xe này đường trường và đường phố rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở đường gọi là tắc đường thủ đô Hà Nội hiện tại bây giờ ấy, là nó vào khoảng tầm 8,7 lít trên 100 km. Và nếu mà chạy ở cái đường mà ngoài thành phố, khu vực Long Biên, Gia Lâm của bên em đang sinh sống đây, thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 8 lít 100 km vị nhá. Và chạy ở đường cao tốc thì chúng ta thấy chỉ có 6,7 lít trên 100 km trên chiếc xe này. Và chiếc xe này thì bên em cam kết ạ, keo chỉ zin 100%. Máy của xe nguyên bản tuyệt đối. Hộp số, hệ số của xe là nguyên zin tuyệt đối. Sơn zin là 70% quý vị nhé. Tổng quan là sơn zin hết. Chỉ có những phần rìa rìa ở phần cua lốp và phần đầu cản nhựa thì về bên em có sơn tỉa đánh bóng. Và trên chiếc xe này được trang bị luôn ạ, hệ thống cửa sổ trời, hệ thống điều hòa auto tự động, vô lăng được điều chỉnh gật gù lên xuống gần xa, tức là điều chỉnh bốn hướng, điều chỉnh bằng cơ. Ghế của chiếc xe thì được trang bị là hệ thống ghế thể thao và ghế nỉ nguyên bản. Một lát nữa thôi chúng ta sẽ ngó về cái nội thất của chiếc xe này. Về cái phần thiết kế trên chiếc xe Mazda 3S này thì quý vị quan sát đấy ạ, nó là một chiếc xe bán thể thao, cho nên là cái phần ngoại hình của nó rất là khỏe khoắn. Và đằng sau cái nắp cốp còn được trang bị một cái cánh gió nữa. Giải đèn của xe rất là trong suốt và đã là đèn led quý vị nhé. Phải nói là nhìn rất là khỏe, rất là đẹp. Phần bô của cản hậu phía sau và nhìn là bô kép rất là thể thao, rất là khỏe. La răng của chiếc xe này được trang bị là la răng đúc chấu kép quý vị nhé. Và đang chạy một dàn lốp Michelin, phải nói là một dàn lốp rất là dày. Chúng ta di chuyển trên chiếc xe này thì độ tuổi nào sẽ phù hợp? Vâng, nếu mà độ tuổi phù hợp 22 tuổi trở lên đến tuổi là 45 trở xuống thì chúng ta ngồi trên chiếc xe này phải nói là nó rất là hợp, rất đẹp, rất là trang nhã. Cho dù chúng ta sử dụng vào việc gì, đi phố, đi cà phê, đi chơi, đi du lịch, đi gia đình cũng rất ok. Vâng, nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị, anh chị, các bạn đang xem video clip của em Xuân Quyết, hãy ấn vào đăng ký kênh phía bên phải màn hình nhé. Và bật vào rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng ô tô cũ từ 29 chỗ ngồi, địa chỉ tại số 406 Ngô Tự Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Showroom trưng bày và lái thử tất cả các mẫu xe tại số nhà 36, km 3, cầu Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Số điện thoại của em là 0365639999. Quý vị, anh chị, các bạn hãy gọi cho em nhé để em tư vấn hỗ trợ tất cả các dòng thông tin về các dòng ô tô bên em có bán. Ngay sau đây, không để mất thời gian chờ lâu của quý vị, em sẽ mở cái khoang động cơ, nổ máy bật điều hòa để cho chúng ta quan sát về khoang động cơ trên chiếc xe này. Máy em đã nổ, điều hòa đã bật và chế độ điều hòa đang để auto quý vị ạ.
Thì trước khi em nhấc cái nắp capo này lên để chúng ta quan sát về cái khối động cơ trên chiếc xe này, thì chúng ta quan sát sơ qua một chút về cái phía đằng trước của chiếc xe. Về phần thiết kế của pha đèn trên chiếc xe này là năm 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, đã được trang bị hệ thống đèn bi cầu, bóng đèn xi nhan ở phía bên ngoài là đèn halogen sợi đốt bình thường. Về phần cản dưới của xe thì được trang bị một cặp đèn gầm, đèn sương mù rất là tích hợp và nhìn rất khỏe khoắn. Lưới tản nhiệt của xe được trang bị đa điểm tổ ong, nhìn rất là to, khỏe, thể thao. Và cái gầm ở chiếc xe này sẽ thấp hơn với những chiếc xe bình thường, vì nó là một chiếc xe bán thể thao quý vị ạ. Đó, thì cái phần cản đằng trước rất là đẹp. Phần logo nằm ở trung tâm, và đây là một cái logo cản lớn bằng nhựa cũng sơn đồng tông màu ghi xám, thì được đặt ở trung tâm. Nếu mà chúng ta nhìn một cái ngoại hình từ phía xa vào ấy, thì nó có một cái gì đấy gân guốc rất là khỏe, rất là chắc, và có những cái đường gân tạo chạy thẳng từ ở trên cái bề dập nổi mắt nắp capo này, chạy ăn xuôi xuống cái phần bầu trái tim, phần trung tâm mặt ca lăng, mang đến một cái gì đấy nó lướt gió thể thao rất là khỏe. Bây giờ em sẽ mở cái nắp capo lên để cho chúng ta quan sát về khối động cơ, một cái trái tim 2.0 của chiếc xe Mazda 3S 2.0 2009 này. Đây là hình ảnh tổng quan của cỗ máy chiếc xe Mazda 3S 2.0 2009 nhập khẩu nguyên chiếc. Thì chúng ta quan sát đấy ạ. Nếu nói về cái phần trang bị cái cỗ máy này thì chúng ta thấy không ạ? Một cái thiết kế rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ, liền lạc và rất là đầy đặn, phải không ạ? Có rất nhiều những chiếc xe nằm ở trong phân khúc hạng C, rất nhiều chiếc xe nằm ở phân khúc hạng D, nhưng mà không có những cái thiết kế phải nói là đẹp bắt mắt từ ở trong cái nội tâm, nội công từ cái chiếc máy trở ra phía ngoại hình. Thì chúng ta thấy đấy, từ những cái chi tiết rất là nhỏ trên chiếc xe Mazda, chúng ta thấy đây này là ắc quy đã được để ở trong hẳn một cái hộp quý vị nhá. Ắc quy để hẳn một trong cái hộp nhựa. Tất cả chúng ta thấy đấy, những cái đường dây điện cũng hơn 10 năm rồi, nó còn quá đẹp như này. Rồi chúng ta quan sát cho em đây này, về cái phần hệ thống ba con ốc bát bèo. Đấy, tất nhiên là những con ốc bát bèo này thì đã nhấc ra để mà thay cái cao su giảm chấn rồi, thì nó có vết, còn lại là phần động cơ máy móc của nó là zin nguyên bản quý vị nhá. Cái phần máng nước này, tất cả con ốc ở cái phần máng nước nó zin tuyệt đối luôn, bên trong này lớp sơn tĩnh điện phải nói là đẹp như ở bên ngoài luôn quý vị nhá. Phần tai đèn của xe đây ạ, một chiếc xe phải nói là đẹp từng góc cạnh, từng chi tiết một, tất cả các cái phần tai đèn này không có một dấu hiệu của cái sự oxy hóa quý vị nhé. Không nói đến cái việc là bị gãy, bị dạn chân chim đâu. Tiếp theo là về cái phần rằng, thì trên chiếc xe này mang một cái thiết kế phải nói là rất là hay, hấp thụ nhiệt, hấp thụ lực rất là tốt, bởi vì đằng trước này không có là rằng sắt mà đây là cái rằng bằng nhựa. Đó, và bên ngoài cùng thì sẽ có một cái phần cầu rằng trước ở phía dưới này. Giảm trọng lượng cơ thể của bản thân cũng như là giúp cho cái khả năng tăng tốc rất là mượt mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Đấy là một cái thiết kế rất hay mà kỹ sư Mazda đã đưa ra áp dụng trên những dòng chiếc xe Mazda cũng như là chiếc 3S này. Tất cả những chi tiết nhỏ nhất đây, chúng ta quan sát cho em này. Tất cả các cánh cửa nhá thì đều có cái tem giấy này, và ở cái phần tai đèn máng nước cũng như ở phía đầu xe đằng trước xe cũng vẫn còn zin hết. Một chiếc xe đi phải nói là thật sự ít. Rất ít khi mua được một chiếc xe đẹp chất như chiếc xe này quý vị ạ, bởi vì là em làm xe ấy, em hay chọn lọc và em hay tìm những chiếc xe chất em mua. Tất nhiên là giá bên em chào bán, ví dụ chiếc xe này ở thị trường nó sẽ khoảng chừng đâu đó là 300 triệu hoặc là dưới 300 triệu. Nhưng mà bên Xuân Quyết của em đang chào bán với chiếc xe này nó phải là trên 300 triệu. Và giá một lát nữa thôi em sẽ báo chi tiết ở cuối video. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cho em cái chi tiết gần nhất, rõ nhất để chúng ta biết được là cái xe này như nào. Đây là cái ba con ốc treo chân máy. Thì chúng ta thấy đấy, nếu mà một chiếc xe có những chiếc xe máy nguyên nhưng mà đã phải thay cao su chân máy rồi, bởi vì là những chiếc xe đấy là chạy có thể hơi nhiều thì cái cao su trên máy nó kém thì phải thay. Nhưng trên chiếc xe này chúng ta quan sát xem này này, tất cả những con ốc bắt cái chân máy, cái cao su trên máy này còn nguyên bản tuyệt đối, zin 100% quý vị nhá. Và đi xe ở phía bên trong đây, chúng ta quan sát cho đấy, tất cả cái con ốc của cổ bô phía bên trong này nguyên bản tuyệt đối, và cái độ cách âm chống ồn chúng ta thấy đấy. Tại sao nó cách âm chống ồn tốt? Bởi vì bên trong này là một lớp nỉ rất là chất lượng, bên trong hai lớp nỉ nữa, và trên chiếc xe này thì đã được trải sàn cho nên là độ cách âm chống ồn rất tốt. Không bao giờ chúng ta ngồi ở trong khoang lái mà nghe tiếng động cơ của chiếc xe ở đâu. Đó, cái điều này chúng ta phải kiểm nghiệm thì chúng ta mới cảm nhận được. Sang cái phần phía bên này thì chúng ta quan sát cho em đây ạ. Về cái phần đồng ống cổ hút này, đấy, chúng ta thấy đây, những cái ống cổ hút này nhá của chiếc xe chưa hề tháo ra. Rồi tất cả những cái con ốc ở trong này là ốc buji, ốc điện cao áp vẫn còn nguyên bản tuyệt đối luôn quý vị ạ. Bây giờ em sẽ nhấc cái nắp này lên để cho quý vị anh chị bạn cùng quan sát với em về cái phần nắp giàn cò của xe và hệ thống buji. Đây ạ, đây là bốn cái buji đánh lửa cũng như là bốn cái điện cao áp của xe. Chúng ta quan sát đấy ạ, sạch sẽ đẹp. Tất nhiên là bốn con buji này thì có khả năng là sẽ có một hai con thay rồi, bởi vì ở đây là có vết đấy. Còn về giàn cò thì chúng ta quan sát ra này này,
trên cái ốc dàn cò này chưa hề có một con nào tháo ra quý vị nhá. Chưa hề chỉnh cò. Đấy, một chiếc xe phải nói là thật sự chất lượng. Kể cả từ ngõ ốc dàn cò này chưa tháo ra. Phải nói là rất ít khi tìm được một chiếc xe 3S như này ở trên thị trường. Bởi vì chúng ta biết rồi đấy, những cái chiếc xe ở cái phân khúc hạng C mà lại mang lại cảm giác lái tốt, thể thao và giống như chiếc xe 3S này thì thường ấy là các anh em thanh niên. Cái tuổi ngày xưa của em ấy là 2009-10, mà cái tuổi 85-87 có tiền để mà sở hữu cho mình một chiếc xe 3S, Mazda 3S này chạy ở ngoài đường, ngoài phố ấy, thì phải nói thật sự quý vị, nó là một cái điều gì đấy nó rất là ghê gớm, rất là mãnh liệt, rất là kiêu hãnh. Nhưng mà đến bây giờ nó không còn quá xa xôi cho chúng ta nữa. Chúng ta ngày hôm nay có thể là tuổi 9X, 95, 97, 98 vẫn có thể ngồi lái chiếc xe này rất là thể thao, trang nhã, khỏe khoắn. Rồi bây giờ em sẽ đóng nắp capo xuống. Trước khi đóng nắp capo xuống, chúng ta quan sát cho em về cái phần ốc của nắp capo đấy. 4 con ốc nắp capo này, zin nguyên bản tuyệt đối luôn, chưa một con ốc nào có vết tháo ra quý vị nhá. Đấy, về cái phần nắp capo thì bên trong này là các cái phần tem này. Đấy, các cái thông số tem đều được dán tem giấy ở đây nhá. Tất cả các ngóc ngách đều dán tem giấy ở đây hết quý vị ạ. Rồi ốc capo ở phía bên này. Trên cái miếng nỉ này thì có một chỗ này bị thủng. Nguyên lý làm sao thì em không biết, nhưng mà tóm lại là lúc em mua xe của chủ về đã thủng mất miếng này rồi. Bây giờ em sẽ đóng nắp capo xuống, chúng ta cùng với em quan sát về phần thân của xe và phần lốp, phần la răng cũng như phần khô lốp. Khi mà đóng cái nắp capo xuống ấy, thì chúng ta sẽ không thể nghe được bất kể một tiếng gì ở cái khối động cơ nó vọng ra ngoài đâu, chưa nói đến việc ta ngồi ở trong khoang lái. Trên chiếc xe 3S 2009, Mazda đã sản xuất và tạo nên một cái hình thể phải nói là rất bắt mắt cho tất cả chúng ta. Thì chúng ta quan sát cho em đấy, la răng của xe là la răng 16 đúc chấu kép, được trang bị là phanh đằng trước là phanh kép tản nhiệt ABS, phanh đằng sau là phanh đĩa tản nhiệt. Đấy, đằng trước là hai đĩa quý vị nhá. Và chúng ta thấy đấy, đây là một dàn lốp Michelin rất mới, còn rất dày, chúng ta có thể chạy cho em khoảng tầm 6 vạn nữa chúng ta có thể là mới mòn cái dàn lốp này. Về cái phần cua lốp của xe thì chúng ta quan sát xem đây này. Tất cả các video clip thì em đều gõ để chúng ta nghe được cái cảm nhận của cái tiếng tôn của chiếc xe. Tất nhiên là trên chiếc xe này thì để mà nói mà về cái phần tôn ấy thì nó là so sánh nó có dày được như là các cái xe phân khúc hạng D của Accord, Honda hay của Toyota Camry không, thì câu trả lời nó sẽ là mỏng hơn. Nhưng mà để nói về cái độ cách âm chống ồn của nó thì cực kỳ là tốt. Trong những chiếc xe Mazda 3, Mazda 6, Mazda 3S thì chiếc này em đánh giá là một chiếc xe cách âm chống ồn rất là hiệu quả hơn nhiều những chiếc xe đời mới bây giờ. Rồi, về cái phần thanh ba bu nê trên chiếc xe này thì chúng ta thấy đấy, có một cái thiết kế rất hay. Và cái thị trường Việt Nam ta biết rồi, nó sẽ có cái sự làm tác động môi trường, bị mưa, bị nước muối, bị rất nhiều cái làm ảnh hưởng đến phần thanh ba bu nê. Thì trên chiếc xe Mazda 3S này được trang bị một cái ốp nhựa ở đây, phải nói là chống được cái vấn đề han rỉ rất là tốt ở cái phần ba bu nê sắt của xe. 2009 thì trên chiếc xe Mazda 3S này đã được trang bị gương, được tích hợp xi nhan giúp cho cái khả năng phản quang rất tốt, và cũng được tích hợp xi nhan ở bên sườn luôn. Và trên chiếc xe Mazda này gương cũng là được chỉnh điện, điều khiển điện 4 hướng trái phải lên xuống và cụp điện ở bên trong khoang lái quý vị nhé. Về phần kính của xe thì toàn bộ dàn kính này về bên em đã dán phim tráng gương 3M cách nhiệt chống tiêu UV tiêu cực tím rất tốt. Kể cả phần cửa nóc này bên em cũng đã dán rồi, kính chắn gió. Thì đây là một cái option mà bên em nâng cấp thêm. Thì cái này nó là một cái rất là giá trị. Bộ dán phim tráng gương này bên em làm cũng trên 4 triệu. Đấy, tất nhiên nó không phải là loại thật sự cao cấp, nhưng mà với một chiếc xe ở cái tầm giá hơn 300 thì được trang bị một bộ dán tráng gương hơn 4 triệu nó đã rất đầy đủ rồi. Chúng ta quan sát cho em đấy, tay mở cửa thì trên chiếc xe này nó là khóa thông minh quý vị nhá. Em sẽ cầm cái khóa ra cho chúng ta quan sát này. Đây là cái chiếc chìa khóa nguyên bản zin theo xe. Chúng ta thấy không ạ? Rất là thanh lịch, nhỏ, thanh mảnh, thể thao và có cái logo Mazda ở đây. Đấy, có chế độ mở khóa, khóa xe và ấn giữ đây 3 giây sẽ tự động mở cốp. Và chiếc chìa khóa này chúng ta chỉ cần tút ra này thôi. Thì khi nếu cái điều khiển này của chúng ta hết pin, chúng ta dùng cái chìa này chúng ta cắm vào chúng ta mở, cắm vào chúng ta sử dụng. Còn không chúng ta chỉ cần cắm vào như này thôi ạ. Trên tay mở cửa thì đều có hai cái nút này. Chúng ta chỉ cần cầm chìa khóa ở bên người hoặc chúng ta đúc ở trong túi thì ở trên xe có một cái nút chạm đấy ạ. Chúng ta chỉ cần chạm một cái thôi là sẽ có tiếng tít tít và tất cả các hệ thống đèn của xe sẽ cảnh báo là xe đã mở cửa. Được chưa ạ? Và chúng ta đóng cửa, chìa khóa ở gần chúng ta chỉ cần chạm tay ở đây thôi ạ. Là xe đã khóa cửa rồi. Không thể nào mở được nữa. Nếu chúng ta có thể dùng trên điều khiển ạ, chúng ta có thể ấn như này. Giữ vào đây ạ. Ấn tít một cái là đã mở khóa rồi. Rất thông minh. Và chiếc xe này thì phần vô lăng chìa khóa nhá, về chúng ta chỉ cần để khóa người thôi. Và khóa của xe chúng ta chỉ cần ấn nút khởi động là xe đã khởi động rồi. Nó là dạng khóa Smart Key.
Đó, nó không phải là khóa start top mà nó là khóa smart key. Phần cánh cửa thì chúng ta quan sát đấy, được dập nổi một cái gân bokeh chạy dọc từ cái phần cốp sau đấy, chạy thẳng ra phần thân của xe và chạy ra cái phần rìa nắp capo ở phía trước. Một cái thiết kế phải nói rất liền mạch, chạy thẳng theo cái cụm đèn này luôn. Nhìn thấy có một cái phải nói là rất là đẹp. Bây giờ em mở cửa ra cho chúng ta quan sát về phần nội thất của xe, cánh cửa của xe. Tổng quan hình ảnh về phần táp lô trên chiếc xe Mazda 3S chúng ta thấy đấy, đẹp từng cm luôn quý vị nhá. Vô lăng của xe thì được trang bị là màu đỏ đen, mà màu đỏ đô là một trong màu đỏ đẹp nhất, sang nhất mà em thích nhất. Ghế lái, ghế hành khách đều là được trang bị ghế da pha nỉ, ghế thể thao. Thì chúng ta thấy đấy ạ, đẹp từng cm, từng chi tiết một luôn. Quay ra phần cánh cửa của xe thì trên chiếc xe này thì được trang bị hệ thống âm thanh phải nói là hay thôi rồi quý vị nhá. Tất nhiên nó không phải là để mà so sánh với cả xe mẹt hay là những dòng xe cao cấp, nhưng ở phân khúc hạng C với tầm giá hơn 300 triệu thì cái chất lượng âm thanh này nó là quá tuyệt vời rồi. Được trang bị ở đằng trước là hai loa trung tần và được trang bị hai loa tét ở phần cánh cửa phía bên trên. Phía đằng sau được trang bị hai loa trầm cho cái khả năng tái tạo âm thanh rất hay, kết hợp với cả hệ thống màn hình Android 9 inch đa tính năng để chúng ta sử dụng nữa khi chúng ta giải trí đi đường đông tắc đường. Trên phần táp ly của cánh cửa chúng ta thấy đấy ạ, trên này ạ là được trang bị ra đây là phần nhựa này là cao su non kẻ caro. Phía ở phần dưới này là một phần nỉ màu đen rất là mịn màng. Ở dưới đây là phần cao su non được bọc da ra ngoài, và những cái này là đều trang bị nguyên bản hết quý vị nhá. Kính điện ở phía bên lái, nếu có điện chúng ta chỉ cần ấn chạm lên một cái là auto xuống, ấn gạt này một cái là auto lên, và bốn kính điện, chốt khóa trung tâm, gương chỉnh điện, cục xoay hương thì nằm ở trong này. Cánh cửa mở nhiều nhất mà chúng ta thường xuyên mở, cho dù là đi ít đi nhiều thì cánh cửa để chúng ta mở ra mở vào thì chúng ta thấy, cho nhìn cho em đây này. Cái phần thanh chrome này, đây là chrome nguyên bản nhé, không phải là chrome mạ, cũng không phải là chrome bọc, mà đây là cả một cái thanh chrome luôn quý vị nhá. Tay mở cửa này là chrome luôn này. Chúng ta nghe không ạ? Cái tiếng nảy của lò xo, cái tiếng khe khít. Một chiếc xe mà đi nhiều nó dơ dão thì không bao giờ có cái tiếng như này đâu ạ. Răng keo này là nguyên bản zin tuyệt đối quý vị nhá. Thì chúng ta thấy đấy, không có một chỗ nào bị dập, bị vỡ, bị rách cái răng keo đâu. Đấy là cái răng cao su để mà chống ồn, chống bụi đấy ạ. Còn về phần keo chỉ đây, em sẽ chỉ giới thiệu một cánh cửa bên lái này thôi. Chỗ này là chỗ nhạy cảm nhất này. Khi chúng ta rửa xe nước nó sẽ chảy từ bên trong ra đây, cũng như trời mưa vậy chúng ta thấy đấy. Không có dấu hiệu một tí nào của cái sự gọi là đổi màu han gì, chưa nói đến cái việc là bị rơi dụng đâu quý vị nhé. Hàng ghế sau đó thì được trang bị ghế da pha nỉ, ở giữa có cả bệ tì tay luôn, và kể cả ghế sau cũng là ghế thể thao quý vị nhé. Bề mặt táp ly ở cánh cửa phía sau thì trên chiếc xe này gần như là không có người ngồi ở hàng ghế phía sau đâu, cho nên ấy, tất cả cái phần bệ tì tay này nó rất là đẹp, gai sần, không có bị bóng, không có bị trơn. Các phần nỉ của xe này nó rất là căng, rất là đẹp quý vị nhá. Tay mở cửa này. Trang bị hốc để chai nước này, loa này. Đằng sau là cái loa âm trầm đấy ạ. Trên xe thì cánh cửa nào cũng có những tem zin của nhà sản xuất này. Rồi phần keo chỉ của xe, bên trong này chúng ta sờ này, thích tay lắm quý vị ạ. Răng ở trên xe này thì nó là nguyên bản zin tuyệt đối rồi. Tất cả 4 la răng của xe đều là sơn zin 100%. Qua thời gian 5 tháng có đôi chút bị chảy xước một vài chỗ, đấy là chuyện bình thường. Và hệ thống phanh ABS chống bó cứng, đằng trước là đĩa kép, phía sau là đĩa tản nhiệt đơn, cho cái khả năng di chuyển phanh rất là an toàn, và chúng ta vào cua đường trơn trượt nó đảm bảo cho cái việc không bị trơn trượt với hệ thống phanh ABS chống bó cứng. Đặc biệt nhất với cái la răng đúc chấu to, thân lốp to, cái khả năng ôm đường bám đường rất là tốt để chúng ta di chuyển các cung đường xa trơn trượt. Trên chiếc xe này được trang bị là cảm biến lùi nguyên bản zin theo xe quý vị nhé. Đây là hai cảm biến lùi đấy, trang bị nguyên bản zin. Và camera cũng như màn hình thì trên chiếc xe này là một option được nâng cấp độ thêm. Bây giờ em sẽ mở cái cốp trên chiếc xe này lên. Một là chúng ta dùng bằng chìa khóa cắm ở đây. Hai là chúng ta dùng bằng mở khóa ở trên chìa khóa. Ba là chúng ta móc vào trong cốp. Và thứ tư nữa là chúng ta ấn tay vào đây khi chúng ta xe đã mở khóa rồi là cốp sẽ tự động lên ạ. Chiếc cốp này thì được lên bằng hai cần thủy lực. Chúng ta không phải giữ, không phải cài. Và chúng ta thấy đấy, hai cần thủy lực đây. Nó rất là đẹp, cần thủy lực nguyên bản zin hết, mà tất cả những con ốc ở xe đằng sau này vẫn còn zin hết quý vị này. Đấy, miếng nỉ còn rất đẹp này. Đấy, cái tem giấy này, chỗ này thì nó hơi trờn một tí thôi, còn lại nó vẫn zin hết. Keo chỉ thì nó miễn bàn rồi bởi vì nó zin 100%. Chúng ta quan sát cho em đây. Hình ảnh nó thể hiện luôn đúng không ạ? Không cần phải giới thiệu bởi vì nó là quá đẹp. Phần nỉ bên trong của xe, chúng ta thấy không? Không có bất kể một dấu hiệu nào của cái sự gọi là bị rách, bị chầy xước chỗ nào cả. Đấy, những cái chỗ này, những cái lưỡi này, mở khóa để chúng ta mở để lấy kích này, chúng ta thấy không này?
kích chưa dùng một lần nào, lốp sơ cua nguyên bản quý vị nhá. Ở dưới này là một cái bộ phụ tùng nguyên bản zin của nhà sản xuất. Đấy, có cái kéo xe này. Thì chúng ta quan sát cho em này, một chiếc xe chưa bao giờ dùng, cho nên là cái đầu này này nó còn nguyên bản, không có một cái dấu hiệu của sự gọi là gen đã vặn này chưa quý vị nhá. Rồi tay để công kích này, rồi cái quay lốp này, bọn em nhấc cái miếng lên để chúng ta thấy về cái lốp sơ cua của xe. Là một quả lốp sơ cua nguyên bản zin từ nhà sản xuất 2009. Đấy. Nếu mà chạy max loát ở cao tốc là được 80 km/h thì chúng ta thấy đấy, đẹp từng góc cạnh từng cm. Và lốp sơ cua em cam kết với chúng ta nhé là chưa lăn bánh bất kể một lần nào. Bởi vì trên cái bề mặt lốp sơ cua này chúng ta quan sát ở chỗ này này, chữ vẫn còn nguyên, cái đường chỉ vẫn còn nguyên cái chỉ vàng ở đây. Chúng ta thấy không ạ, một chiếc xe cực kỳ chất. Và cái lòng đựng lốp sơ cua quý vị quan sát đấy là một lớp sơn tĩnh điện nguyên bản, không có dấu hiệu chỗ nào bị trầy trừ cả. Về cái phần kính thì tất cả bên em đều dán chắn gương, chiếc xe nào bên em về cũng phải làm như vậy rồi, để giúp cho chúng ta ngồi trong này này, khi mà chúng ta đi ở đường ban đêm ấy, các cái đèn pha như là xe 7 chỗ hoặc là xe tải nó dọi vào đây thì nó không bị ảnh hưởng vào cái gương chiếu hậu của chúng ta ở đằng sau, và nó giúp cho chống lóa rất là tốt. Và điều đặc biệt nhất là chúng ta chở bạn gái, chở người yêu hay chúng ta chở đối tác đi đâu đó, nó rất là riêng tư kín, không ai có thể nhìn vào trong khoang lái của chúng ta được. Táp ly nó đẹp một cách mỡ màng luôn, để mà nói là 2009 cứ ngỡ như là xe đẹp của 2020, đẹp là đẹp thật sự. Chúng ta chỉ cần quan sát cho em đây này, cái ngàm khóa này nó vàng một cách là vàng không biết là bao nhiêu màu luôn đấy quý vị ạ. Hai cánh cửa đằng trước quý vị nhá thì đều được trang bị là hai nút bấm, chạm tay đây là khóa và chạm tay đấy là mở. Keo chỉ, rồi phần táp ly. Tiếp theo chúng ta quan sát bên sâu ở trong này cho em này là cái phần ốc bắt cánh cửa. Chúng ta thấy đấy, ốc bản lề của cánh cửa nó là quá đẹp quý vị nhá. Dưới đây là cái phần bậc bước lên xuống thì chúng ta quan sát đấy là một cái lớp nhựa mà không hề bị trầy xước, còn gai sần rất là dày. Chạy sang phần bên đây ạ, là cái tem giấy của nhà sản xuất nguyên bản luôn, có cái chữ Mazda này, tất cả cái thông số ở đây. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này, rồi ngàm khóa này, vòi voi dây điện này, chúng ta thấy không ạ, nó là quá đẹp luôn. Độ hoàn thiện của ghế thì chúng ta quan sát đấy ạ. Ghế thể thao là một cái loại ghế mà giúp cho chúng ta ngồi nó sẽ ôm vào người hơn. Thì chúng ta thấy đấy ạ, cái độ hoàn thiện từ cái đường kim mũi chỉ đỏ quý vị nhá, may lên da đen. Bên trong này này là được trang bị một cái lớp này nỉ này, và miếng bên này nỉ là hai này. Như vậy là một chiếc ghế nó có 4 miếng nỉ, còn đâu là da. Và da này là da lỗ thông hơi quý vị nhá. Ngồi nó rất là mát, nó không bị nóng về cái phần thân mông của chúng ta ngồi cũng như là cái phần lưng. Cái bệ tựa đầu này cũng được nâng lên hạ xuống, có cái lẫy cung tắc ở bên này. Chỉnh bằng cơ cũng được may đấy, chúng ta thấy đấy. Cái độ hoàn thiện rất là cao. Đường chỉ màu đỏ, may rất là khe khít, ngay ngắn. Trên chiếc xe thì chúng ta thấy đấy, không có một cái dấu hiệu nào của cái đường kim mũi chỉ nào nó bị bong chóc. Em quay rất là gần chi tiết kỹ để chúng ta quan sát đấy. Đẹp từng góc cạnh từng cm quý vị nhá. Ở phần này nó gai sần nguyên bản này. Đây là cái nút chrome này, hạ xuống này gạt phanh tay này. Phía đây là được trang bị một cái mở lên để chúng ta để hai chai nước ở đây. Đóng xuống này, giải số của xe. Số M là số thể thao, chuyển 234. Chúng ta bước vào xe, chìa khóa chúng ta có thể để ở đây hoặc chúng ta vứt ở đây. Giẫm chân phanh ấn vào đây ạ là sẽ báo hiệu có smart key lên đồng hồ màu xanh, ấn vào này, mở thôi. Rồi ạ, chúng ta đã mở được xe. Chúng ta có thể tắt máy này. Và chúng ta có thể bóp tháo này ra. Chúng ta dùng chìa cắm vào đây. Đây ạ, dùng chìa cắm trực tiếp vào đây. Đó, là chúng ta cũng có thể khởi động nổ được xe. Nếu mà trong tình trạng là điều khiển hết pin, còn không chúng ta sẽ tắt đi. Lại cắm vào, trả lại tên cho em này. Rồi ạ, đã nhận. Rất là nhạy phải không ạ? Rồi chúng ta sẽ quan sát cho em về phần vô lăng của xe ở trung tâm đây. Thì trên chiếc vô lăng này như lúc đầu em nói là một chiếc vô lăng được trang bị vô lăng thể thao, điều khiển lên xuống gật gù gần xa. Đây ạ, chúng ta lên này, xuống này, kéo vào lòng mình gần này, đẩy ra xa này. Rất là tiện dụng đúng không ạ? Để chúng ta di chuyển cho người cao, người thấp, tay ngắn, tay dài, di chuyển ở mọi góc độ đều ok hết. Phía đằng sau cái vô lăng này, cụm đồng hồ của xe được trang bị đây ạ. Phía bên trái đây là một cái đồng hồ giải tốc độ báo về vòng tua máy. Đấy, bây giờ là vòng tua máy đỗ là đang chạy ở cái tốc độ là 700 vòng trên 1 phút. Khi mà em mồi ga một chút này. Đó, vòng tua máy lên 3.000, 3.500 luôn. Và sang bên đây, ở phần trung tâm là một cụm đồng hồ
Unrock là đồng hồ báo về km trên giờ. Thì chúng ta thấy đấy, có cái màu sắc hiển thị rất đẹp. Đây ở đây là có một cái nút để chúng ta có thể là điều chỉnh về cái tần suất ánh sáng. Ấn vào đây ạ, có thể tăng giảm ánh sáng ở đây. Phía bên đây là một cái nút để chúng ta chỉnh với chip A, chip B quý vị này. Đấy, chip A là đi 902 km này, chip B là đi 33,9 km này, và tổng auto là 10.4803 km quý vị nhé. Đồng hồ nhỏ ở đây là đồng hồ nhiên liệu, đồng hồ ở trên này là đồng hồ nhiệt. Và ở đây là một cái dãy số báo về cái đèn thông báo số của xe thì đang đẩy ở parking. Bây giờ em sẽ chuyển về số R là số lùi. Khi em chuyển về số lùi thì ở trên màn hình đã hiển thị góc lùi của xe ở phía sau. Khi mà em chuyển về số N, trên chiếc xe này lại được trang bị luôn ở đây ạ, là một cam hành trình ghi trước và ghi sau. Camera hành trình ghi ở phía trước, chỉ cần cài về số lùi thôi là lại chuyển về camera lùi ở phía sau, có đo khoảng cách rất là rõ ràng, sắc nét để chúng ta lùi rất là yên tâm. Và có cả cảm biến lùi nữa, cho nên là không bao giờ lo về một vấn đề gì cả. Quay trở lại phía đồng hồ của xe ở trên này, thì khi mà em cài về số N thì xe đã chuyển về cái số N ở trên đồng hồ, chuyển về số D để đi thì sẽ báo ở bên này. Và em sẽ gạt sang từ ở tay này, vị trí cần số là phía D, em sẽ chỉ cần gạt sang đây thôi là số M, thì kéo xuống cái này là cộng, tức là tăng số. Kéo xuống này là tăng số 1, 2, 3, 4, đẩy lên đây là giảm số. Chúng ta thấy đấy, cộng đây và trừ đây thì ngay lập tức trên đồng hồ cũng sẽ báo luôn ạ. Số 1 khi xe di chuyển, và chúng ta có thể tăng lên được đến số 2 khi xe đứng. Còn lại là chúng ta di chuyển sẽ lên được 3, 4 và chúng ta có thể giảm. Đó. Thì đây là một cái mà giúp cho chúng ta di chuyển rất tốt, không bao giờ lo bị nhầm số. Chúng ta chỉ cần quan sát được đèn báo số ở trên đồng hồ là biết được là xe đang ở vị trí số nào. Về phần thiết kế vô lăng của xe, chúng ta quan sát cho em đây này. Media tích hợp, volume tăng giảm âm lượng, tắt âm, rồi remote. Điều chỉnh ở đây là gì ạ? Chúng ta có thể chuyển hướng, ấn cái nút này thôi là trên này có thể chuyển hướng ở trên này rồi. Tiếp theo nó đây là cái phím là gì ạ? Next bài, chuyển bài. Bóng khí đặt nằm ở tại trung tâm, logo nằm ở giữa. Một cái vô lăng của nó nhìn rất là đáng yêu quý vị nhá. Phía bên đây ạ là cái hệ thống càng cua, tai đèn, xi nhan, rồi tất cả các tính năng gạt mưa. Phía bên đây là được trang bị một cái nút ở đây là cụp gương. Ấn vào này là gương sẽ tự động cụp. Đây ạ. Và em ấn này, gương sẽ tự động mở ra. Đây là đèn để mà điều chỉnh đồng hồ, độ sáng của đồng hồ ở phía đồng hồ trung tâm. Gương chống chói là vẫn điều chỉnh bằng cơ quý vị nhé, chứ không phải chống chói điện. Đằng sau gương chống chói này là một cái camera hành trình được gắn ở phía đây ạ. Đây là cái camera hành trình này. Đó, thì giúp cho cái khả năng ghi hình rất là tốt khi chúng ta di chuyển, an ninh giao thông tuyệt vời luôn. Ở trên đây là cái lớp trần nỉ. Trần nỉ này là nguyên bản zin sạch sẽ quý vị nhé. Hai cái miếng che nắng này mở lên này, rất là khe khít, không bị rơi, không bị, tức là mình muốn dừng ở đâu thì dừng đó, chứ không bị rụng ra. Rồi miếng che nắng ở phía bên lái gập vào đẩy lên. Ở đây ạ, đây là một cái option phải nói là rất nhiều các bạn trẻ thích, mà bản thân em rất thích, là cửa sổ trời. Chúng ta chỉ cần một chạm đây thôi ạ là ngay lập tức cửa sổ sẽ được mở ra. Trẻ con có thể trèo lên trên, hóng gió, đi bãi biển, đi ở khu đô thị xanh sạch đẹp rất là tốt, đúng không ạ? Và cái không khí vào trong cái khoang lái của chúng ta phải nói là rất là phấn khích, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể không mở hết cửa sổ bởi vì trời bụi, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đóng vào, cũng chỉ cần giữ tay vào đây thôi ạ là cửa sẽ đóng vào. Và phía bên cạnh đây là được trang bị luôn một cái nút để chúng ta có thể kênh cửa nhá. Em chỉ cần chạm tay vào đây thôi ạ là cửa sẽ kênh lên để đưa không khí vào phía bên trong của xe. Chỉ cần chạm tay đây lần nữa là cửa sẽ đóng xuống. Còn cái miếng này thì chúng ta có thể dùng tay đẩy vào. Đấy, rất là trơn tru hoàn hảo. Và vẫn có một chút cái không khí, cái lỗ để chúng ta có thể nhìn được cái gió ở phía bên trên. Đấy. Cái phần trụ A của xe thì là một cái thiết kế phải nói là rất là quan trọng trong tất cả những cái chiếc xe mà chúng ta phải di chuyển hàng ngày. Thì cái trụ A ở đây ạ là một trong những thiết kế nhỏ gọn, phù hợp. Nó rơi vào khoảng tầm là 8cm, giúp cho chúng ta quan sát, nó không có cái góc chết, không có điểm mù. Và bây giờ em sẽ quay cho chúng ta xem về cái phần chân phanh của xe đây này. Và chân ga của xe quý vị nhá, thì hai cái lớp cao su chúng ta thấy không ạ? Nó rất dày mà không hề có một dấu hiệu của cái sự mòn bất kể chỗ nào cả. Một chiếc xe chạy ít thì nó mới đẹp như này, còn một chiếc xe chạy nhiều không bao giờ còn cái cao su nó đẹp như thế quý vị nhá. Ở phía dưới đây thì chúng ta thấy đấy là một cái lớp sàn da rất là dày dặn,
cách âm chống ồn tốt. Em đã điều chỉnh cái hàng ghế lái của em nó rất là ổn rồi. Và khi mà ngồi ở hàng ghế phía sau đấy, chúng ta thấy đấy, nó cũng còn khoảng tầm 21, 22 phân nữa mới chạm tới cái phần lưng. Mà em là người ngồi lái là cái độ ngả rất là cao. Nếu mà chúng ta ngồi ở giữa, tất nhiên là chiếc xe này thì là cái hệ thống chuyển động dẫn động cầu trước rồi. Thế nhưng mà phía sau này thì nó vẫn có một chút cái gồ ở đây lên. Nó là một cái yên ngựa nhỏ nhỏ, tất nhiên nó không cao lắm. Thì chúng ta ngồi như này thì cũng không phải đến nỗi là quá mỏi. Tất nhiên là phía sau này là một cái bệ để mà tí tay thì chúng ta bỏ ra thì là sẽ hai người ngồi hai bên tí tay. Còn nếu chúng ta gập lên thì sẽ ngồi ở giữa. Tất nhiên là ngồi ở giữa thì nó sẽ có một cái gì đấy hơi cứng một chút. Và cái chiếc xe này quý vị nhá, thì chúng ta có thể gập được toàn bộ cái hàng ghế phía đằng sau này xuống để mà chúng ta có thể là để đồ chở hàng ở phía trước. Đây em sẽ gập chúng ta xem này. Ấn tay vào đây nhá là hạ xuống quý vị này. Đây ạ, và ở phía cốp đằng sau thì nó có một cái chữ này. Lock và unlock, tức là khóa và mở khóa thì chúng ta để đây. Là chúng ta có thể ấn được cái nút này. Còn chúng ta cài đến này thì chúng ta sẽ không thể mở được ở đây. Ấn vào đây ạ là mở xuống. Thì bây giờ chúng ta quan sát cho em những cái ngàm để mà cài dây an toàn cái hàng ghế sau này. Gần như ghế sau không người ngồi đến quý vị ạ. Cho nên nó mới đẹp như này này. Tất cả các ngàm khóa dây an toàn này, nó nguyên bản, nó đẹp từng chi tiết luôn. Chúng ta thấy không ạ? Rất là thích. Cái độ hoàn thiện thì chúng ta thấy đấy. Tất cả các cái vai của cái thành ghế, cái mặt bề mặt để chúng ta ngồi đấy ạ, nó đẹp như này không ạ? Đấy, phần nỉ này, rồi cái phần da lỗ này, rồi phần trên này ạ, cũng vậy. Các đường kim mũi chỉ ở trên chiếc xe này thì thật sự quý vị nó là quá đẹp. Với mức giá chỉ hơn 300 triệu thì em quyết khẳng định với quý vị anh chị và các bạn là sẽ không có một chiếc xe nào có cái trang bị option tốt như chiếc xe này, cảm giác lái tốt như chiếc xe này. Em xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã xem hết video clip của em đến giờ phút này. Chiếc xe này bên em chào bán với giá 318 triệu. Nếu quý vị anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe này, hãy nhấc điện thoại gọi cho em nhé. Với số điện thoại em để dưới màn hình là 0365639999. Zalo của em là 0787805555. Em xin báo giá lại chiếc xe Mazda 3S 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này, bên em đang chào bán với mức giá 318 triệu. Nếu quý vị anh chị và các bạn xem chiếc xe này thấy hay, hữu ích, anh chị em bạn bè người thân mình đang cần mua chiếc xe này, hãy chia sẻ video này nhé để nhiều người cùng biết đến. Chiếc xe này chúng ta có thể xem và lái thử tại showroom bên em là số 36 km 3 cầu Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.